Sự phát triển tiếp theo của kết nối gia đình Wi-Fi 7 sắp ra mắt. Giám đốc điều hành Qualcomm đã công bố kỳ vọng sẽ thấy mạng lưới toàn bộ gia đình và bộ định tiến Wi-Fi 7 vào đầu năm sau. Với Wi-Fi 7, Qualcomm dự đoán tốc độ không dây có thể đạt tới 33 Gigabit trên giây. Và khi so sánh với Wi-Fi 6 và Wi-Fi 6E, sự phát triển tiếp theo của Wi-Fi sẽ mang đến các kênh rộng hơn đáng kể, giúp kết nối nhiều thiết bị hơn, độ trễ thấp hơn và mang lại tốc độ nhanh hơn. Điều này làm cho Wi-Fi 7 nhanh hơn gấp 3 lần so với Wi-Fi 6E và tiêu chuẩn mới có độ rộng kênh tăng gấp đôi để xử lý nhiều lưu lượng hơn. Để biến Wi-Fi 7 thành hiện thực, Qualcomm đang bắt đầu thử nghiệm chipset Wi-Fi 7 mới của mình cho khách hàng. Các giám đốc điều hành của công ty cho biết rằng các thiết kế tham chiếu có thể sẽ ra mắt vào cuối năm nay với khả năng có sẵn trên thị trường vào năm 2023 nếu các mốc thời gian trước đó cho các bản sửa đổi tiêu chuẩn Wi-Fi lớn được tuân thủ. Nick Kukarevsky, Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc cấp cao cơ sở hạ tầng và mạng không dây Qualcomm Technology Inc. kết hợp hỗ trợ các cải tiến Wi-Fi 7 mới nhất với kiến trúc nền tảng sản phẩm độc đáo của chúng tôi. Nền tảng này cho phép các giải pháp từ mạng lưới toàn nhà đến mạng kết nối mạnh mẽ cho các địa điểm công cộng lớn. Ngoài Qualcomm, đối thủ MediaTek cũng đã giới thiệu Wi-Fi 7 như một phần của chiến dịch tiếp thị C vào đầu năm nay. So với các thế hệ Wi-Fi trước, Wi-Fi 7 được định vị cho các hoạt động đa liên kết đồng thời và đi kèm với cấu hình lên đến 4 băng tần. Bộ vi xử lý Networking Pro Series của Qualcomm hoạt động trên phổ tần 2,4 GHz, 5 GHz và 6 GHz và với kênh 320 MHz rất rộng, kết quả là bạn có thể thấy thông lượng tăng gấp đôi so với Wi-Fi 6. Tối đa 500 người dùng có thể kết nối với Wi-Fi 7 trên mỗi kênh. Wi-Fi 7 cũng sẽ có thể tổng hợp các kết nối giữa nhiều băng tần khác nhau để giúp thúc đẩy kết nối nhanh hơn nữa, với tốc độ tổng hợp cao nhất lên đến 33 Gigabit trên giây và kết nối điểm điểm vượt quá 10 Gigabit trên giây. Công ty cho biết các sản phẩm có thể hỗ trợ Back 2 không dây tốc độ cao, độ trễ thấp cho Wi-Fi lưới gia đình và cơ sở hạ tầng doanh nghiệp với hiệu suất đáng tin cậy ngay cả khi có nhiễu sóng lân cận, công ty cho biết. Đồng thời lưu ý rằng Wi-Fi 7 sẽ có thể phát độ trễ thấp hơn. Những lợi ích này chắc chắn sẽ được đánh giá cao trong các ứng dụng mới như hội nghị truyền hình độ phân giải cao, phiên thực tế ảo tăng cường và chơi game hiệu suất cao. Lợi ích chính về tốc độ ở đây là khả năng Wi-Fi 7 tự động điều chỉnh để chống nhiễu bằng công nghệ đa liên kết. Thay vì cắt giảm một nửa số kênh khả dụng như trên Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 chỉ có thể cắt bỏ phổ tại nơi có nhiễu, giải phóng phần còn lại của kênh cho các kết nối Wi-Fi của bạn. Qualcomm giải thích, công nghệ Multilink cho phép lưu lượng truy cập của khách hàng tổng hợp động hoặc thay thế để tránh nhiễu sóng không dây và cung cấp độ trễ thấp có thể dự đoán được trong các môi trường tắc nghẽn. Nghiêm trọng, SBS Multilink chỉ tận dụng các băng tần 5 và 6 GHz hiệu suất cao để mang lại hiệu suất Multilink có độ trễ và thông lượng tốt nhất. Chipset sẽ có sẵn trong nhiều cấu hình khác nhau, từ 6 luồng đến 16 luồng với tốc độ cao nhất từ 10,8 Gigabit trên giây đến 33,1 Gigabit trên giây. Qualcomm lưu ý rằng sẽ tùy thuộc vào các đối tác bao gồm các tên tuổi như TP-Link, Amazon Eero và Netgear để cấu hình thiết bị với các thông số kỹ thuật cần thiết để nhắm mục tiêu khách hàng của họ. Đối với người dùng gia đình mong chờ tương lai Wi-Fi 7, có thể bạn sẽ cần một gói băng thông rộng gia đình có khả năng và đủ nhanh để tối đa hóa giá trị. Ngay cả tốc độ tối đa của Wi-Fi 6E ngày nay cũng vượt xa những gì mà hầu hết các gói gia đình có thể xử lý. Tuy nhiên, ngay cả khi các kế hoạch băng thông rộng tại nhà chậm hơn đáng kể so với mức 33 Gigabit trên giây tối đa mà Wi-Fi 7 hứa hẹn, các giám đốc điều hành của Qualcomm tuyên bố rằng vẫn có những lợi ích khi nâng cấp lên công nghệ này. Khi bạn sử dụng Wi-Fi xung quanh nhà, nhiễu tín hiệu và cấu trúc có thể ảnh hưởng đến tốc độ Wi-Fi và tỷ lệ phi tối đa cao hơn có thể giúp đóng vai trò như một bộ đệm cho bất kỳ sự sụt giảm tốc độ lớn nào. Thứ hai,
Khi tối đa cao hơn và tỷ lệ thông lượng được hỗ trợ bởi giao thức mới sẽ giúp mạng lưới hoạt động mạnh hơn và sẽ giúp các nút vệ tinh cung cấp tốc độ nhanh hơn cho các thiết bị được kết nối với chúng. Ngoài bộ định tuyến và hệ thống lưới, bạn cũng sẽ cần các thiết bị được trang bị đài Wi-Fi 7, từ điện thoại thông minh và máy tính bảng đến máy tính để bàn và bảng điều khiển trò chơi. Để tận dụng tối đa lợi ích của tiêu chuẩn không dây mới này, những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.